Hệ thống phòng không tự hành Tunguka M1 do Liên Xô sản xuất nhằm thay thế tổ hợp Su-23M4 lỗi thời dành cho nhiệm vụ chiến đấu chống mục tiêu máy bay, trực thăng, UAV, tên lửa hành trình bay thấp. Khi cần, nó có thể hạ nòng bắn phá các mục tiêu xe bọc thép, công sự phòng ngự, bộ binh. Một tiểu đoàn Tunguka, theo biên chế của Liên Xô, tương đương với một hệ thống chiến đấu gồm 6 xe 2X6 và 3 xe tải hậu cần cùng các xe bảo trì, sửa chữa. Xe chiến đấu 2X6 sử dụng khung gầm xe bánh xích GM-352. Hệ thống pháo, tên lửa phòng không tự hành Tunguka được vận hành bởi kíp chiến đấu 4 người. Trong đó có 3 người, chỉ huy, pháo thủ, sĩ quan điều khiển radar ngồi gọn trong tháp pháo 2A40 rất lớn, trong khi lái xe ngồi ở phía trước bên trái thân xe. Với một thiết bị phát điện hỗ trợ khởi động, APU tu bin khí ở bên phải lái xe và một động cơ ở phía sau thân xe. Hệ thống phòng không Tunguka M1 được trang bị radar anten Parabol bắt mục tiêu ở dài 6 nghe đặt sau tháp pháo, tầm phát hiện tới 38 km. Bắt mục tiêu bay thấp tới 15 km và radar theo dõi đơn xung đặt trước tháp pháo 1GL144. Ngoài ra, còn có hệ thống phân biệt địch TA-1GL138. Về hỏa lực, trên tháp pháo của xe chiến đấu 2X6 cũng như 2X6M1 của hệ thống Tunguka M1 Myanmar được trang bị hai khẩu pháo 30mm 2A38 có tốc độ bắn 3.900 đến 5.000 phát phút tổng cả hai khẩu. Các loạt xạ kích thường bắn ra từ 83 đến 250 viên tùy thuộc vào loại mục tiêu, với tầm bắn từ 0,2 đến 4 km và độ cao là 4 km khi cần. Pháo thủ có thể hạ nòng bắn thẳng mục tiêu mặt đất với góc hạ xuống tới âm 10 độ, trang bị đạn phá giáp. Về tên lửa, Tunguka M1 được trang bị 4 đạn tên lửa 9M311M1 có tầm bắn tới 10 km, tốc độ bay 900m/giây. Sử dụng hệ thống dẫn đường vô tuyến lái bán tự động SACLOS. Hành xe tiếp đạn chở các ống phóng chứa đạn 9M311M1 của hệ thống phòng không 2K22M1 Tunguka M1.